Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhà đẹp của Đà Nẵng TV. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Khoa Nhi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một ngôi nhà mà người thiết kế lấy ý tưởng từ cuộc sống xa hoa vương giả nơi hoàng cung để đưa vào công trình của mình. Hãy cùng theo chân Khoa Nhi nào. Thật không khó để mà nhận ra ngôi nhà của theo sự mô tả của anh Quang, bởi vì đập vào mắt mình ngay từ phía mặt tiền thì ngôi nhà giác vàng rất là bắt mắt và ấn tượng. Lúc này đây thì Khoa Nhi cũng rất là tò mò, không biết là bên trong ngôi nhà thể như thế nào. Anh Quang có thể dẫn Nhi đi xem một vòng được không? Vâng, rất sẵn lòng ạ. Mời chị Khoa Nhi ạ. Khi mà mới vào trong ngôi nhà của anh Quang thì cái bộ bàn ghế này rất là ấn tượng. Anh có thể nói thêm về cái bộ này nè. Đây là bộ bàn ghế được mang tên là Tứ Linh Quy Tụ, gồm có bốn linh vật là Long, Lân, Quy là chính cái bàn giữa và Phụng. Và cái bộ bàn này được làm bằng từ gỗ đinh hương cả ngàn năm tuổi ạ. Cái bộ bàn ghế này thì rất là hoành tráng như thế này thì chắc hẳn là anh Quang cũng là một người rất là sành về đồ gỗ đúng không? Dạ, cũng có tìm hiểu ạ. Chúng ta vào bên trong nhé. Vâng, mời chị Khoa Nhi. Wow, chắc hẳn đây là phòng khách, quá nhiều đồ gỗ. Ngoài đam mê thiết kế những ngôi nhà đẹp cho khách hàng thì anh còn có một bộ sưu tập gỗ rất là ấn tượng. Phải chăng đây là đam mê của anh? Mình đam mê những cái không gian đẹp và đồ gỗ cũng như các cái tượng vật phẩm phong thủy cũng là đam mê của mình. Và ngôi nhà của anh Quang thiết kế này thì mang phong cách của hoàng gia. Thì nhìn vào đây, nội thất này, kiến trúc, trần mái nhà thì tất cả đều toát lên một cái vẻ là trong hoàng gia đúng không? Mình cũng mạnh dạn đưa cái phương án tăng cổ điển này vào trong công trình của nhà mình để cho các khách hàng của công ty mình đến tham quan để họ lựa chọn có một cái phương án mới ngoài phong cách hiện đại hiện nay đang là ưu chuộng ạ. Như nhìn thấy ở trên trần này, mái này hoặc là trụ cột này, những cái chi tiết này mạ vàng thì phải chăng là mình sử dụng cái vật liệu gì để mà đưa vào cái công trình? Thì mình cũng sử dụng các cái vật liệu như là gỗ, rồi các cái phào chỉ BU, nhựa để mình sử dụng các cái vật liệu khác như là vàng lá và các cái sơn giác vàng để mình làm hoàn thiện cho công trình để có hiện hữu như thế này. Về độ bền của những cái sản phẩm này thì là chắc chắn sẽ trên 20 năm. Những chi tiết ở trên trần và trên tường thì Nhi thấy rất là công phu, đúng không? Rất là tỉ mỉ. Vậy thì mình thiết kế, mình thi công cái những cái này có lâu không? Thời gian thi công của những cái sản phẩm này thì rất là chi tiết và mất khá nhiều thời gian. Để có thể hoàn thiện một phòng khách như thế này, đối với công tác giác vàng thì có thể là lên tới 15-20 ngày. Biết là phong cách hoàng gia thì ngoài cái màu sơn này, đúng không? Màu sơn trần nhà thì cũng phải thiên về màu trắng, màu vàng, rồi trần mái hoặc là những cái nội thất ở bên trong ngôi nhà thì phải rất là to để mà phù hợp với phong cách hoàng gia đúng không? Đối với những cái vật dụng, đồ dùng, trang trí nội thất trong gia đình thì chúng ta có thể mua sắm tùy theo ý thích, nhưng mà nó vẫn phải mang một cái hương vị cổ điển một tí, nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như bộ bàn ghế này, cái bộ bàn này rất là thì to. Do cái đam mê đồ gỗ của mình nên mình cũng mạnh dạn đưa một cái phong cách gỗ mang tính chất phương án truyền thống của người Việt Nam mình, đưa đồ gỗ vào trong công trình thì nó cũng rất là mới lạ. Hy vọng cái phương án này nó cũng sẽ được rất là nhiều người anh chị yêu thích ạ. Ở phòng bếp rất là ấn tượng, mình có thể đi xuống đó. Dạ vâng, mời chị đi. Wow, như tưởng tượng mình đang đi vào một xứ sở hoàng cung nào đấy. Cái bộ bàn ghế này rất là ấn tượng, như chưa bao giờ gặp ở bên ngoài cả. Bộ bàn ghế này cũng được làm từ gỗ đây ạ. Đây là sản phẩm gọi là sản phẩm sơn giác vàng. Như thấy rằng có phải là tượng Phật Di Lặc không anh Quang?
Dạ vâng, đúng rồi chị Nhi ạ. Trong cái đam mê đồ gỗ của mình thì mình yêu thích nhất tức là những cái cụ di lặc như thế này. Đối tác phẩm này thì là một cái tác phẩm mình rất là ơn ý. Tác phẩm này có tên là Di Lặc Nghìn Hỷ. Hai cánh tay ông dang ra rất rộng để đón những cái tài lộc, những cái niềm vui về với gia đình. Cái sản phẩm này là làm bằng từ gỗ mun đuôi cong, xuất xứ từ châu Phi ạ. Khi mình đặt ở vị trí này thì tạo không gian phòng ăn mình có thể trở nên ấm cúng và ăn bình hơn đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng, đây là cái không gian mình sưu tầm các cái vật phẩm phong thủy về đá cũng như là các cái loại thảo dược của Việt Nam mình, ngâm rượu để dùng trong gia đình cũng như đón tiếp các bạn bè mỗi khi tới chơi. Đây có thể nói là không gian sưu tập riêng của anh Quang đúng không? Dạ vâng. Tầng 2 trên này thì mình bố trí không gian gì? Mình bố trí không gian phòng ngủ của vợ chồng mình cũng như các không gian làm việc mà chị Nhi lên tham quan ạ. Có phải là da cá sấu không? Vâng, cái này là da cá sấu đó ạ. Cái này là nguyên con mình thuộc da và để làm vật phẩm trang trí. Đây khu vực làm việc cá nhân của mình ạ. Đây chính là phòng ngủ của vợ chồng. Wow, phòng ngủ cũng mang phong cách hoàng gia. Từ những cái bộ rèm rất là giống ở trong hoàng cung đúng không? Sao mình bố trí phòng ngủ khá là rộng. Cái không gian này mình mong muốn là không gian nơi nghỉ ngơi của hai vợ chồng sau một ngày làm việc vất vả, là cũng nơi có thể là rộng rãi để cho các con của mình có không gian sinh hoạt cùng với bố mẹ để tạo cái không gian thân thiết, gắn bó giữa gia đình với nhau hơn. Nhi rất là thích không gian phòng ngủ là vì có sự riêng tư giữa hai gian này bằng một cái bức rèm đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Bức rèm này thì nó có cái tác dụng nếu như một vợ hoặc chồng mình ngồi bên ngoài để thư giãn. Mấy cái này làm bằng gỗ mà gỗ gì mà đây mà đẹp, đây là bằng gỗ hương của Tây Nguyên đấy ạ. Vâng. Những cái gỗ này thì mình cũng tự vận chuyển từ Tây Nguyên xuống. Dạ vâng, đúng rồi. Chắc là chi phí khá là đắt đúng không? Đây là khu vực tầng 3. Dạ vâng. Tầng 3 thì mình sẽ bố trí có phòng ngủ không? Tầng 3 mình bố trí có một cái không gian sinh hoạt chung và hai cái phòng ngủ cho khách. Để mình mở một phòng cho chị Nhi tham quan ạ. Đây là một phòng ngủ đúng không? Vâng, liền kề nhau. Dạ vâng, hai phòng ạ. Cuối còn một phòng ngủ và cửa ra ban công phía trước. Nói chung là cả ngôi nhà này là nhìn vào là đều biết là chủ nhân là người rất thích sưu tầm gỗ. Dạ vâng. Hình như nhà mình còn tầng trên cùng nữa đúng không? Vâng, đúng rồi chị Nhi ạ. Trên đây là tầng 4. Tầng 4 này Quang thiết kế toàn bộ diện tích tầng 4 là mình để dùng cho cái công tác thờ cúng ông bà tổ tiên cũng như là thờ Phật. Mời chị Nhi lên tham quan ạ. Đối với những cái công trình mà biệt thự phố liền kề, những cái sau này những cái lô đất bên cạnh họ sẽ xây cao lên thì cái công tác lấy sáng rất là khó, nên là riêng công trình của nhà mình thì mình thiết kế là mình chừa hẳn hai đường luồng hai bên, thì dù sau này những nhà bên cạnh họ xây cao thì chúng ta vẫn có thể lấy sáng lấy gió rất là tốt. Và xung quanh mình cũng bố trí các cái không gian cửa sổ, tận dụng tối đa cái nguồn sáng tự nhiên để hạn chế và tiết kiệm cái năng lượng. Xin cảm ơn kỹ sư Huỳnh Thanh Quang, giám đốc công ty thiết kế và xây dựng Quang Ami đã tư vấn hỗ trợ cho chương trình. Vâng, cảm ơn chị ạ. Đèn chiếu sáng là một phần rất quan trọng đối với mỗi ngôi nhà, quyết định đến sự tiện nghi cũng như yếu tố thẩm mỹ của từng không gian sống. Phần cẩm nang hôm nay xin chia sẻ đến quý vị các cách chọn đèn chiếu sáng phù hợp cho từng không gian phòng ở. Lối ra vào. Với lối đi ra vào, bạn nên đảm bảo không gian này được chiếu sáng vừa đủ để mang đến cảm giác hiếu khách, mời gọi cho bất cứ ai bước chân vào ngôi nhà.
một chiếc đèn bàn được đặt khéo léo trên kệ tủ hay bàn dọc theo lối đi, hoặc đèn cây trong góc nhà là vừa đủ. Tuy nhiên, nếu ngôi nhà của bạn có lối ra vào rộng, đừng ngần ngại lắp thêm một chiếc đèn chiếu sáng chùm để không gian có đủ ánh sáng. Phòng khách có rất nhiều lựa chọn về đèn chiếu sáng cho căn phòng khách, nơi sinh hoạt chung của cả gia đình. Lựa chọn phổ biến nhất vẫn là đèn chùm, vừa có tác dụng chiếu sáng, lại làm điểm nhấn trang trí hoàn hảo cho căn phòng. Tuy nhiên, bên cạnh đèn chùm, bạn cũng cần cân nhắc những đèn bổ sung như đèn neon, đèn bàn, đèn cây hay đèn mờ để có thể điều chỉnh ánh sáng trong phòng một cách linh hoạt nhất. Phòng bếp. Phòng bếp là nơi thực hiện nhiều công đoạn chuẩn bị, nấu nướng các bữa ăn nên luôn cần được chiếu sáng đầy đủ. Ngoài một bóng đèn chiếu sáng chính từ trên cao, bạn cũng nên cân nhắc lắp thêm nguồn sáng cho phần bếp nấu hay bồn rửa. Phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi, phòng ngủ cần có ánh sáng ấm áp để mang đến cảm giác thư giãn. Những chiếc đèn bàn có ánh sáng dịu nhẹ được đặt trên bàn cạnh giường ngủ sẽ là lựa chọn phù hợp. Bên cạnh đó, bạn có thể cân nhắc thêm đèn cây hay đèn ngủ dạng gọn nhẹ tùy theo đặc điểm của căn phòng. Phòng tắm. Trong phòng tắm, bên cạnh một đèn chiếu sáng chính, bạn có thể lắp những chiếc đèn nhỏ có đế treo ở phía trên hoặc bên cạnh gương soi để ánh sáng được phản xạ lung linh hơn. Những phòng tắm rộng có thể được bày trí thêm bởi đèn chùm hoặc đèn led treo để không gian được thêm sáng bóng, tăng vẻ vệ sinh cho căn phòng. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt. Các dự án trọng điểm tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng sau khi đi vào vận hành sẽ thu hút một lượng lớn cư dân thế hệ mới với nhu cầu bất động sản phân khúc cao cấp, gây ra tình trạng cung không đủ cầu. Các dự án dự báo sẽ mang đến một lượng lớn cư dân thế hệ mới và các nhà nghiên cứu, chuyên gia, khối kỹ sư và kỹ thuật viên trong và ngoài nước với nhu cầu cư trú lâu dài, đòi hỏi chất lượng sống đẳng cấp, đa dạng tiện ích. Nằm trong số ít những dự án khu đô thị nghỉ dưỡng cao cấp nhất phía Tây Bắc Đà Nẵng, Eco Charm Đà Nẵng là cái tên đình đám được giới đầu tư chú ý suốt thời gian qua. Thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại dự án Eco Charm Đà Nẵng. Dự án này với quy mô là hơn 60 ha sẽ cung ứng ra thị trường những sản phẩm như đất nền, liền kề và biệt thự, và dự án này đang triển khai giai đoạn 3. Theo nhiều chuyên gia nhận định thì phân khúc đất nền, biệt thự và liền kề tại Đà Nẵng vẫn sẽ tạo một sức hút rất lớn đối với thị trường Đà Nẵng trong thời gian tới, đặc biệt là những dự án có hạ tầng đồng bộ như thế này. Toàn bộ dự án với ba mặt giáp sông, nối với các trục đường chính qua hệ thống cầu hiện đại, đảm bảo được an ninh tuyệt đối và chất lượng sống hoàn hảo cho các cư dân nơi đây. Với những ưu điểm vượt trội như vậy, thì dự án EcoCharm sẽ là cơ hội dành cho các nhà đầu tư thông thái, dồn vốn xuống tiền, sở hữu cho mình cơ hội đầu tư tốt nhất năm 2019.